Xin chào mọi người nha, hôm nay Hằng có một rổ xoài rất là ngon nè. Nhìn tươi mát chưa? Thì đây là trái xoài to vừa và đây là trái xoài nhỏ nè. Xoài này có tên là xoài Okinawa nha, được bán ở mấy cái shop ở Nhật á. Hoặc là mọi người có thể lên Amazon đặt cũng được, nhưng mà Hằng đặt qua Facebook của một chị người Việt bán hàng. Xoài này nhìn đẹp mắt quá ha. Nó vừa có cái vỏ hơi màu nâu nâu nè, có một nửa màu xanh khi gọt ra bên trong. Hạt rất là bé và nó rất là mềm, giống như là xoài non vậy á. Thì đây là trái xoài nhỏ hơn, thì cái này có vẻ như là nó cứng hơn, là nó giòn hơn nè. Đây, cắt ra bên trong nó thì nó cũng có hạt có chút xíu thôi. Nhìn ngon đây chưa? Hàng chuẩn bị dĩa xoài này xong, hàng nóng quá trời luôn á. Ở Nhật tháng 4 là bắt đầu bước vào mùa hè rồi, cũng tầm 25-26 độ rồi hôm nay nè. Ở ngoài trời nắng chói chang luôn, nóng lắm. Nên có cái quạt này, trời ơi quạt đúng đã luôn. Thay vì mình ăn thôi ha. Thì thật sự là đây là lần đầu tiên Hằng ăn xoài Okinawa luôn, có thể gọi nó là xoài bao tử á. Kiểu gì vậy? Chắc nó cũng muốn ăn xoài hay sao á. Ôi thì lúc mà nói chung xoài Okinawa này chắc cũng lâu rồi, cũng có nhiều bạn ở Việt Nam mà ở Nhật thì biết, nhưng mà có thể nói là Hằng ít khi nào Hằng đặt mấy cái shop Việt Nam á. Cách đây 2 năm có đặt nhưng mà bị tẩu chát á, kiểu như đặt nhưng mà đồ không có ngon, cho nên từ đó Hằng không đặt nữa. Thì cách đây mấy hôm á, thấy Facebook thì thấy xoài này mà cũng thèm quá, không biết sao mà thèm chua, thấy chảy nước miếng luôn á. Đang chuẩn bị ngủ 12 giờ đêm á, cho nên là quyết định hôm qua là order về 2 ký, 1 ký to 1 ký nhỏ. Nhưng mà nói chung người bán người ta nhầm á, cho nên là cháy to ít lắm tí xíu à, cho nên là Hằng không có cho mấy cái cô làm chung á, cho nên là hôm nay Hằng lấy ra Hằng ăn sẵn, Hằng coi coi vị nó như thế nào luôn ha, cho bạn nào mà kêu như là chưa có biết xài Okinawa như thế nào á thì có thể biết được cái vị của nó trước khi mình mua. Thì đây, nó giống như là xoài non ở Việt Nam á, mà Hằng cũng nói chưa ăn xoài non thì ở Việt Nam thì chưa có đúng, nhưng mà lúc đó thì chưa có nở rộ lên cái vụ ăn xoài non này nên mình cũng không có mua á. Nói chung là thích cái xoài này, kiểu như là màu sắc nó đẹp, mà nó vừa màu hồng mà màu xanh, rồi ở bên trong nó không có hột là mình thích rồi. Bình thường Hằng ăn mắm đường á, nhưng mà cũng khoái lên TikTok thấy người ta làm sốt Thái, nhưng mà mình làm sốt Thái pha ke thôi, tại không có đủ nguyên liệu, mình cũng không có mua mắm ruốc á. Đây là chén mắm Thái pha ke của mình nè. Nó hơi bị lỏng á, nó không có đặc. Do là lần đầu tiên Hằng làm á, nên là hên xui cũng không có công thức gì hết, cũng dám chia sẻ, mời mọi người một miếng nha. Con ruốc nó thơm, con ruốc lắm nha. Ai thích ăn con ruốc thì bỏ ruốc vô. Ở chùa bà hú luôn. Mình là người thích ăn chua chứ, nên là mình có dám tin hỏi người bà cái chị bán là có chua, chị nói chua nhẹ nhẹ thêm. Trời má, nói chua bà hú luôn á. Ngon. Ngon. Phê nha. Mấy năm mà chưa ăn xài chua. Chua thiệt. Chua lắm á, chua kinh khủng luôn, ngon, nó cũng giòn. Phải để Okinawa chắc là xài Nhật á, nhưng mà hỏi mấy cái cô mà mấy người Nhật hàng quen không ai biết là xài này xài gì đó. Okinawa thì người ta biết, mà thường Okinawa người ta ăn cái loại mà xài bự mà xài chín nó mắc lắm. Còn cái xài nhỏ này không biết sao mấy cửa hàng shop ở Việt Nam mình có thể tìm được cái xài này cũng hay. Nó chua này người ta đâu có ăn đâu, chỉ có dân Việt Nam mình khoái thôi. Ngon thiệt đó. Nhưng mà giá hơi chát. Một ký ký nhỏ xí, ký cái xài nhỏ thì là 750 yên. Và Hằng thấy chị này bán giá cũng hơi ok.
Còn xoài to thì một sen là 200.000, tầm 150, 200. Còn bạn thấy ngoài Okinawa thì ở Việt Nam mình cũng người ta cũng hay mua xoài Costco á, Costco. Thì xoài đó bán 4 kg là khoảng 1 sen 7, thì chia ra 1 kg nó tầm 450, 400 yên, nó sẽ rẻ hơn cái này á. Mà hàng nghĩ chắc vị nó sẽ khác, lần sau hàng sẽ mua thử ăn xoài Costco ha. Hương vị quê nhà nha. Tại sao hàng không gọt hàng để? Tại hàng thích ăn vỏ xoài. Nhưng mà có vẻ như xoài này ăn thì nó sẽ bị tré. Gì? Không. Có vẻ xoài này ăn nó bị chát nha. Gì nói tùm lum, nó bị chát nha, chết. Ăn nó bị chát, không biết nó có đắng không, nhưng mà chị bán xoài chị nói nó bị chát. Sao cái máy ghê quá. Hồi đó nhớ có một câu gì mà không ai tắm 2 lần trên một dòng sông. Nhưng mà cái này là hàng ngu lần thứ hai nè. Nhờ cắt máy giùm đó. Cắt đó, cắt lẩm chởm như chó cạp. Không phải kể, nhờ người ta mà. Bây giờ mình sẽ ăn có vỏ, ăn thử. Chưa ăn nó thằng thấy có vẻ như nó sẽ chát á. Ăn cái nào nó non non tí. Để cái vỏ này có gì kiểu như nó sẽ ngon hơn nhỉ? Nó sẽ giòn hơn không ta? Cái này mà ai đang thèm chua rồi thôi bị phê nha. Cứng. Hèn chi bà bán bà nói là nó chát, đúng rồi. Chát thì không biết nhưng mà nó cứng lắm. Nó cứng hơn cái xoài non ở Việt Nam nữa. Chát thiệt. Nó chát mà nó hơi nhẫn nha, hơi đắng á. Ăn được thì ăn, không được thôi mà đừng ăn. Tại hàng sợ nó có cái mủ của nó không có tốt á. Ăn hết cháy. Thích ăn vỏ. Cái loại xoài này ăn vỏ không ngon. Cắt vỏ ra ăn. Trời ơi, nó sập lên tới mũi luôn á, cái mùi á. Hay quá. Người ta thèm chua ăn này ok là ngon. Cái mình trộn với chân gà rồi cũng ngon. Làm gỏi không ngon luôn. Ngon hết. Chua lắm nha. Chua là chua luôn á. À, đổ chua đúng đồ có hàng. Hết chua lắm. Để mọi người mình mua hết chua á, hết xoài sống á, hay nên mua chấm mắm ruốc ăn cũng ngon. Lúc mà mới qua hàng có mua mắm ruốc về hàng làm ăn á, nhưng mà cái mùi nó bám vô nhà ghê quá, cho nên là không dám không mua nữa. Với lại một mình thì dễ, hai người mà người còn lại không có thích á, cho nên là thôi cũng không có làm á. Nước mắm thì đỡ hơn, cái nào cũng ngon hết, nhưng mà cái này nó chua lắm, cho nên là nghĩ là chấm muối thì nó sẽ không có ok bằng nước mắm hay là mắm ruốc đâu. Mà bác chưa chết. Sốt có con ruốc ăn cũng ngon nữa. Quá.
Cái này nhớ ăn ăn cái gì lót dạ xíu rồi hãy ăn nha. Chứ đang đói mà ăn cái này là trời ơi, chắc banh bao tử luôn á. Chua lắm mọi người. Muốn rớt nước mắt luôn. Thật sự muốn rớt nước mắt luôn, cay mà nó còn chua. Con hay nhìn blame mình. Mình thấy trái nhỏ nó giòn hơn. Mà gọt ớt cực lắm. Gọt mém rất tay. Hay quá. Đây vậy lấy hàng kể mọi người nghe một chuyện. Hôm qua về mà kiểu như mình hơi bực luôn á. Bực thật sự lần đầu tiên mà mình bực khi mà người phục vụ á trong cái chỗ mình ăn á là người Việt. Thật sự là qua đây ít bạn người Việt Nam lắm cho nên là lúc mà qua đây á kiểu như khi mà mình đi ăn ở bất kỳ đâu đó mà mình thấy có người Việt mình vui lắm kìa. Cái kiểu như là đồng hương á, mình có thể nói bằng tiếng Việt với họ, mình có thể hỏi này hỏi kia, nói chung là tám tí cũng vui. Thì cái quán đó không phải mình ăn lần đầu, mình ăn có thể mấy chục lần rồi đó, quán quen quá mà. Thì mấy cái lần trước á cũng là người Việt Nam nhưng mà mấy bạn nó dễ thương lắm kìa, lại chào hỏi nói chuyện vui vẻ. Thì cái bạn này cũng là người Việt Nam. Cái tờ bản tên mình đọc là mình biết rồi, ngay cả chồng mình còn biết người Việt Nam nữa, cái cách phát âm rồi cái bị cái nói chung là nhìn là biết người Việt Nam liền à. Với lại lúc mà mình ngồi cái bàn đó thì nó sát với nhà bếp lắm, mà ở trong chợ bếp toàn là người Việt không à mọi người, mà vừa làm mà vừa nói chuyện vừa dở, mà công nhận cái chỗ đó dễ quản lý, dễ có người Nhật một người thì sao á, dễ lắm, còn như toàn người Việt thôi, nói mà trời ơi ồn lắm kìa, nhưng mà mình cũng ok không sao. Xong rồi lúc mà order món ra, ví dụ như là mình kêu món A thì họ kiểu như họ B ra cho mình món B. Thì lúc mà gọi món á, thì ở trên chỗ tầm có một cái bàn thì ngồi đối diện là chồng Hằng ở đây, Hằng với lại ở chính giữa ở đây thì có một cái giống như iPad để cho mình gọi món, mình chuyên món á, thì nó sẽ có gọi món. Thì lúc mà nó ra cái món B sai với món A thì chồng Hằng mới bấm nút gọi lên, thì thấy bạn nó người Việt hành định nói cho nó nhanh á, người Việt cho nó nhanh á, chứ Nhật thì nó rườm rà. Nhưng mà chồng Hằng nói tôi gọi món A sao đem lên món B. Cái bạn nó cũng cái bạn nó thái độ bạn nó khó chịu lắm, kiểu như là không biết bẩn làm gì đó thì không biết, mà thật sự cái chỗ đó hôm đó thằng đi nó vắng lắm, bình thường dù nó có 30-40 chiếc xe đi, hôm đó đi có 5 chiếc xe, nó vắng như chùa Bà Đanh luôn, tại vì cái khung giờ đó nó không có nhiều người ăn á, tại vì cũng không phải là khung giờ ăn tối thì nó lưng lửng thì bận thì biết là bận đi, nhưng mà cái thái độ rất là kỳ. Bình thường ví dụ như là khách phàn nàn là sai món á thì họ sẽ xác nhận vô nhà bếp, họ xác nhận bởi vì có thông tin hết à, không thể nào mà không có thông tin mà phải xác nhận ngay cái iPad của khách. Mà cho dù xác nhận iPad của khách cũng được, nhưng mà kiểu như lịch sự xin phép.
thì bạn đó cũng xin phép, mà xin phép mới nói tới nửa câu xin phép thôi, là bạn đó kiểu như là sao ta, không có từ từ, mà vậy như bạn nó không thể nào mà chồm ở chỗ chồng hàng được, vì chồng hàng là đàn ông mà, thì tất nhiên phải chồm ở chỗ hàng này thì cũng ok. Hàng đang cắm củi ăn này nè, tự nhiên bạn nó giới người mà vừa giới nguyên cái bàn tay, nguyên cánh tay xả của đầu hàng này nè, kiểu như là xả qua này, cái iPad thì nằm đây nè, cái iPad nằm đây thì đây nè, xả qua vậy nè, thì hàng cũng dễ tính mà không sao hết, xong rồi nha, xả qua cũng ok, mình cũng ghé, mình cũng không xuống vậy nè. Xong rồi bạn nó xác nhận á, chồng hồi cũng đi, chồng bấm cho bạn đó, sợ bạn nó không có vậy, như bấm cho bạn đó coi, tại mình ở đợi đâu mình biết. Bạn nó giật luôn, không chịu, giống như dằn mâm sáng chén vậy, hai chỗ hai đứa nhìn nhau rồi hú hồn luôn, kiểu trời ơi sao mày cái cô ai vậy, kiểu như là sao đáng sợ quá. Xong rồi cũng ok, hai đứa cũng cười thôi. Lúc mà đổi mới cho mình xong ra bưng để cái cạch, thường á là nhân viên họ làm sai họ phải xin lỗi rất là nhiều, nhất là cái phong cách phục vụ của Nhật nữa, họ phải để xuống, họ phải đứng họ cúi xuống họ xin lỗi mình, mà mình nói ok rồi không có được đi đúng không, hoặc là sau đó cái đó là phép lịch sự tối thiểu, không có đâu, quăng cái cạch xin lỗi nha rồi đi luôn, mà mình đang ăn mình chưa biết cái ốc giáp gì quay đã đi mất tiêu rồi. Vậy là cũng xong, cũng mình cũng rất là bực, lúc đó là muốn kiểu như là muốn complain á, nhưng mà cũng nghĩ là thôi mình kể không sao hết, nhưng mà người ta làm nó dài lâu mà, với lại người Việt làm cũng khó khăn mình hiểu, cho nên mình cũng hơi bực trong lòng, nhưng mình cũng vui vẻ, xong rồi ra về tính tiền. Tính tiền thì là phải chỉ tính cái máy thử tính cho khỏe, tại vì mình dùng cái phiếu, mà cái phiếu đó mình ví dụ mình trả trước tiền thì mình lấy cái phiếu đó xong mình đưa, thì cái phiếu đó là phải nhân viên tính, thì lại là cái bạn nó ra tính bao nhiêu tiền đó, mà cái thái độ cọc cằn lắm. Của mày 2.500, 2.500 gì đó, trả cái phiếu 2.000 thì còn 500 á, 500 yên thì trả bằng thẻ hay là tiền mặt, thì thằng nó là thẻ thì kêu đút thẻ vô đi. Xong rồi mới đút hơn nửa chừng đi đâu mất tiêu luôn. Trời đất ơi, thằng đó mà bó tay, mới đút cái thẻ vô, xong rồi mới rút ra nửa chừng vậy đó. Thường á là bạn làm cái đó lễ tân kiểu như là tính tiền cho khách á, thì khách tính tiền xong hết rồi bạn mới cúi đầu chào khách, xong rồi khách quay đích đi á thì mình mới bước đi làm công việc khác. Còn cái này hả, mà khách chưa kịp nói cảm ơn nữa, kiểu là sợ mình nói cảm ơn thì ta nói cảm ơn lại, chưa kịp nói cảm ơn luôn, trời ơi, mới rút cái thẻ ra đi xếp tay chảy ra đi nó mất tiêu luôn, không cảm ơn luôn. Mình chưng hửng, ủa đi đâu vậy, mình chả biết đi đâu luôn. Mà cái thái độ, cái mặt lạnh tanh là giống như ai mà giật bị mất sổ gạo cái kiểu vậy, không biết sao luôn. Mà thằng nghĩ là cái đó không phải là, nhìn cũng còn trẻ mà tiếng Nhật cũng ok, thằng nghĩ là phải du học sinh đó, hoặc là qua đây cái gì du học, chứ không thể là xuất khẩu lao động được. Xuất khẩu lao động thường không làm thêm, thì làm thêm chỉ có là du học thôi. Mà du học sinh có trường lớp học đàng hoàng văn hóa người Nhật như thế nào, nhiều khi là bạn nó còn gành hơn cả mình và tất cả mọi người luôn á. Nhưng mà không hiểu sao á, cái thái độ kỳ lắm, bởi vì trời ơi chán. Bởi vì hôm qua về trời ơi bực bội, muốn tùm lên kinh khủng luôn, nhưng mà mình nghĩ thôi kệ, mình bật hôm nay rồi qua không kia gì hết, bó tay luôn. Bởi vì có người này người kia, biết là có người này người kia, nhưng mà gặp đúng người vậy thì thấy là bực mình thiệt. Chắc xỉu quá, nhiều lắm này, chắc cũng ký đuổi á, không có hết. Bye mọi người nha, bye bye. Để chắc chiều tối thằng ăn sau ha. Thằng cái món xoài này ok nha, mọi người nên mua ăn thử, rất là ngon. Để cho những tim mê chua nha, còn mà mê ngọt đừng ăn, ăn chảy nước mắt luôn, có chua lắm. Với thể nước chấm, nước chấm ngon thì xài mới ngon được nha, chứ ăn không hay là chấm những cái muối được ăn không ngon đâu. Nước chấm mặn mặn, ngọt ngọt, thơm thơm, rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu thích thì có thể đăng ký kênh, cũng như để xem những cái video tiếp theo của Hằng nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Bye bye.